Xin thân chào tất cả các bạn yêu cờ. Trong video này, em xin giới thiệu với các bạn trận đấu đôi hay và hấp dẫn diễn ra giữa Từ Thiên Hồng, cặp Từ Thiên Hồng, Vương Chính Khải và Tôn Dũng Chinh, Từ Minh Long. Trận đấu diễn ra vào ngày 12 tháng 10, 2023 tại giải Côn Sơn Bôi. Mời các bạn cùng xem cờ vui vẻ. Chứ 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 chứ
吃 吃 将军 将军。将军。 将军。
将军。吃。将军。吃。吃。将军。将军。将军。将军。吃。将军。将军。吃。吃。Tới đây, cặp đôi Tôn Dũng Chinh, Từ Minh Long đã buông cờ nhận thua. Trận cờ đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.